Đài truyền hình FET và chương trình The Jimmy Show hân hạnh giới thiệu đêm nhạc Rước Tình Về Với Quê Hương, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của hai giọng ca từng khuấy động một thời, Sơn Ca và Bùi Thiện, cùng những giọng hát quen thuộc của Sài Gòn thời vàng son như ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tam Ca ABC với ca sĩ Vũ Anh, Bùi Thiện, Hoàng Hương. Chương trình sẽ được diễn ra lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại FET Studio, địa chỉ 10531 Garden Grove Boulevard, Garden Grove, Cali 92843. Mọi chi tiết đặt vé và bảo trợ xin liên lạc FET International Home Shopping 714-868-6868 hoặc Jimmy 801-916-2745. Ban tổ chức trân trọng kính mời. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Đàn ơi, tan nát tim ta nhiều rồi, mà sao ta vẫn say sưa hoài cùng em quanh năm ngày tháng. Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng, cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay. Muốn quên xa đàn, quên đi cho hết đau thương giận hờn, nhưng thôi ta có đành quên được nào. Đời mà thiếu em ta vắng vui. Jimmy xin kính chào quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, trước năm 1975, chúng ta có một cặp song ca mà quý vị từng yêu mến, đó là cặp Sơn Ca và Bùi Thiện. Và sau hơn 20 năm thì đôi song ca này sẽ tái ngộ với khán giả trong một chương trình ca nhạc đặc biệt vào ngày 4 tây tháng 8 năm 2019 tại rạp Sài Gòn và Fomenat. Và kính thưa quý vị, Jimmy đang cầm trên tay đây là poster của cái chương trình đó, là chương trình Còn Mãi Với Thời Gian. Và cũng như là sau cái ngày 4 tháng 8 là ngày 10 tháng 8 sẽ có một chương trình cũng là với Sơn Ca và Bùi Thiện, đó là chương trình Rước Tình Về Với Quê Hương được tổ chức tại đài SET. Và hôm nay sau một thời gian cũng gần 2 năm, Jimmy mới có dịp mời lại một tiếng hát, một danh ca mà cũng góp mặt trong hai chương trình đó và cũng là một trong những tiếng hát mà chúng ta đã yêu mến với rất nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng như là những nhạc phẩm về tiền chiến. Xin quý vị cùng với Jimmy tái ngộ với nam danh ca Bùi Thiện. Xin chào chú. Chào Jimmy, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay con rất cảm ơn chú đã dành cho con một buổi tâm tình với khán giả ngay tại nhà của chú. Và hôm nay là chú cháu mình sẽ có dịp nói thêm về những khía cạnh hoạt động văn nghệ của chú, bởi vì lần trước có 20 phút khán giả nói với con chưa nghe được nhiều về chú. Nói nhiều quá người ta không muốn nghe. Dạ, không, không. Thật sự ra thì chú rất là cũng muốn có cơ hội để chia sẻ đối với lại tất cả những bạn xa gần, tất quý vị khán giả. Mặc dù đã sau mấy chục năm nhưng mà có nhiều người thắc mắc không biết Bùi Thiện lúc này làm sao, sống hay chết, già hay trẻ, chưa biết. Đó là đây là cái cơ hội để chú được lên và được có dịp để trình bày, đồng thời ra mắt với các quý vị khán thính giả khắp nơi trên thế giới. Bởi vì dù sao ngày xưa mình cũng là một người đi hát, một người làm văn nghệ, một người yêu âm nhạc, thì thường là bà con mình rất quý mến qua những giọng ca hoặc là nhớ lại những hình ảnh mình lúc trẻ.
Và bây giờ không biết ông ấy thế nào rồi, ông ấy già hay ông ấy trẻ. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt. Cảm ơn Jimmy đã cho chú có một cái cơ hội tới với lại quý khán giả. Dạ vâng. Và một lát nữa đi, cho chú cháu mình sẽ nói thêm về hai cái show diễn rất là đặc biệt của chú và cô Sơn Ca vào tháng 8 này. Dạ, đúng, đúng. Nhưng mà đầu tiên con xin nói chú là bởi vì năm nay 2019 là đánh dấu 65 năm từ cuộc di cư 1954. Và con được biết là chú là một trong những người của Hà Nội. Thì đúng, có rất nhiều những kỷ niệm với Hà Nội. Xin mời chú chia sẻ thêm về cái hình ảnh Hà Nội của chú trước năm 54. Ồ, nói về vấn đề Hà Nội với chú thì quá nhiều những kỷ niệm, quá nhiều. Bởi vì hồi xưa mình đã lêu bêu với những cái lúc mà mình mới có 5-6 tuổi là lêu bêu ở đền Ngọc Sơn, rồi Hồ Hoàn Kiếm. Rồi trèo sung, trèo bàng chơi, nghịch phá, bơi ở Hồ Hoàn Kiếm, rồi bơi ở Hồ Trúc Bạch. Thế, rồi lớn lên một chút xíu nữa thì là với cái tuổi choi choai đó, thì thôi được sống ở trong cái giai đoạn bao cấp. Thì tiền thì cũng có, quần áo thì không, gọi là không có quần áo đẹp mặc. Thế nhưng mà trong cái xấu lại có cái đẹp. Bởi vì lý do là khi mà mình sống trong cái giai đoạn đó thì cái người con gái hay là người con trai nhìn cái đẹp của cái hoàn cảnh đó. Nói ví dụ như chúng cũng có những kỷ niệm giống như là mình mặc một cái áo công nhân đó. Nó gọi là áo bảo hiểm, nó gọi là có cái áo. Thì thường là ở các cái nhà máy họ phát cho những cái áo đồng phục như vậy. Thế nhưng có những người mặc cái áo đó thì xong để nó hơi bạc bạc, phải dựng dựng cái cổ lên như thế này thì trông nó giống như là ăn chơi Hà Nội đó, nó chỉ thế thôi. Bùi bùi. Có nghĩa là nó vẫn có cái, nhất là các cô gái mà lại nhìn thấy những thanh niên mà nó có cái kiểu gọi là hơi lãng mạn một tí như thế thì rất, đó là những kỷ niệm. Thế rồi bên cạnh đó cũng có một số những thanh niên là túm năm tụm ba để hát một số những bài nhạc tình yêu. Đó là những cái kỷ niệm nhiều nhất. Chú thì có vô khối những cái bạn như thế. Mặc dù lớn lên thì chú mới đi vào chuyên nghiệp. Thế nhưng mà cái lúc mà còn trẻ thì cái túm năm tụm ba là một đàn cây đàn guitar ở trên phố Hàng Bông, Hàng Đào. Bởi vì thường thường ở trên đó đó thì gia đình nhà nào cũng vậy, nó sâu tút luôn phía bên trong. Bên ngoài thì nhỏ thôi, có khi nhiều khi có chừng 8 thước, 7 thước thôi, nhưng mà bên trong có khi 30 mấy thước. Thì tất cả những cái gia đình đó nó thường nó có những phòng riêng sâu, thì bọn chú hay tụ tập với nhau kiểu như là 8, 9 đứa hay là 7, 9 đứa. Thì cứ tối đến là có cây đàn ở trên đó là thắp những cái ngọn đèn lờ mờ lờ vờ, hát với nhau những bản nhạc miền Nam, nhưng nó gọi là nhạc vàng. Và những cái bản nhạc phải nói rằng lúc đó là mình thấy nó hay vô cùng. Bởi vì cái tuổi của mình là cái tuổi đó mà. Thấy giống như nếu vắng anh, ai dìu em đi chơi trong chiều lông gió. Nếu vắng anh, nói thí dụ, hay là bài ngàn sao tới đây để soi sáng nơi này, đưa anh về thì những cái bài đó nó hay quá. Bởi vì cái tuổi lúc đó mình có 16 á. Thì cái đó là cái kỷ niệm mà chú không bao giờ quên. Với Hà Nội. Với Hà Nội. Yeah. Bởi vì trong cái sự khó khăn ở bên ngoài cái đời sống thì trong cái nhóm thanh niên trẻ như chú nó vẫn có cái đời sống romantic, nữa là lãng mạn của cái tuổi trẻ. Không ai có thể ngăn cấm được cái tuổi trẻ của mình khi mình có cái tâm hồn lãng mạn. Thì khi mà khi đó đấy, mặc dù là vụng trộm nhưng mà tuy nhiên mình sống ở trong cái, nó gọi là cái nhóm đó, trong mình cái thế giới riêng của mình, nó vẫn có những cái rất là lãng mạn, rất là yêu thương trong cái đời sống hàng ngày. Mà cô xin hỏi chú là không biết ở Hà Nội là chú ở phố nào, hàng nào? Chú ở phố nó là Kim Mã, nó nối dài nó đường Nguyễn Thái Học, chạy dài tiếp theo là Kim Mã rồi tới Cầu Giấy rồi Mai Dịch. Thì cái phố đó bây giờ nó đương nhiên là nó đã khang trang hơn nhiều. Hồi xưa chú ở thì nó nghèo lắm, nó lụp sụp là những cái nhà ngói, nhưng mà ngói cũ ngày xưa thời Pháp để lại. Thế nhưng mà rất cổ kính chú. Rất cổ kính, nó gọi Hà Nội cũ đấy, nó gọi là ô thao đó. Thì phải nói thật là nó không có cái gì gọi là nói về giàu sang để mình nhớ, nhưng mà tuy nhiên nó nhớ được kỷ niệm về lúc mình nghèo, đúng nghèo rồi. Khổ trong cái nghèo đó nó có cái vui. Ví dụ như chú có 10 bạn là cách đây vào khoảng là 30 năm chú có về thăm.
thì hôm đó hồi đó anh ấy, hai thằng hay lêu bêu với nhau đi chơi phố này phố kia, nếu mà khát nước ấy, thì đi vào cái quán nước ngồi làm ly nước chè, nước chè tươi, thế một điếu thuốc thì ngắt ra làm đôi mỗi thằng nửa, thế là còn đi thì đi bộ đó, thì cũng không có xe, có nhiều khi lúc đó chưa có xe, xe đạp cũng không có đi, thì đi bộ lêu bêu như thế, thì mỗi lần đi như thế thì hai thằng vừa đi vừa hát lêu bêu lêu ngoài đường, có khi còn trêu cho chó nó cắn ở nhà của ta kín cổng cao tường này, thì cầm cái que rạc một cái này để chó nó hú hú thế là chạy. Thường thì những cái lúc mà người ta khó nghèo thì ta nhớ nhiều hơn là những lúc mà người ta sung túc. À, nhưng mà con muốn hỏi chú là sau năm 54 thì chú kẹt lại ở Hà Nội. Vậy thì nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh cũng kẹt lại ở Hà Nội sau năm 54. Đúng vậy rồi. Thì nhạc của những người đó có được hát không thưa chú? Cái giai đoạn mà nó gọi là phát triển của họ đã gần như sau năm 54 thì gần như gọi là ngưng. Thế nhưng mà họ vẫn lai rai trong cái giai đoạn ít nhất là 5 năm sau. Tức là cái nhạc của ông Đoàn Chuẩn vẫn còn. Tức là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn của, xin lỗi, nó là anh của mình đã. Cái lúc đó mà chú mới có chừng 10 tuổi, 11 tuổi thì chả biết gì cả. Thế nhưng mà lúc đó là cái lúc các anh của mình hát thì mình lại ảnh hưởng. Mình nghe các anh chị của mình hát. Thì vì vậy cho nên nó mới vào đầu của mình. Bởi vì nó là cái sự tiếp nối của những người lớn. Đó, rồi thì cứ chuyển sang người trẻ. Cho mãi cho đến năm kiểu như là năm 60 mấy bắt đầu cái nhạc của cách mạng bắt đầu nó bao trùm. Bởi vì thế này, cái nhạc của cách mạng họ đã dùng cái âm nhạc nó là một cái vũ khí sắc bén để mà tuyên truyền. Thì họ luôn luôn đặt cái nghệ thuật nó lên trên. Mà khi mà có nghệ thuật thì cái sự tuyên truyền nó đi càng sâu vào cái trái tim của họ. Thì đó là dùng cái, đó là cái hình thức của họ. Bởi vì họ đã chịu khó, họ đã có những cái công, ví dụ như gửi ra sinh viên ra nước ngoài để du học về âm nhạc, sáng tác, rồi vấn đề dập, về dập hát, voice. Thì đấy là cái sự khác biệt. Về sau khoảng 5 năm, 6 năm thì cái lớp sinh viên nó họ trở về, thì họ đi đến tất cả những các cái cơ quan như là nhà máy, công trường hay là ngay cả nông thôn thì họ dạy hát, dạy người ta hát. Thì vì vậy cho nên nó cái phong trào nhạc cách mạng bắt đầu nó lên. Thì cái nhạc Đoàn Chuẩn và Tư Linh bắt đầu nó xuống. Bởi lý do là nó bạt mình đi. Cái số người nó còn quá ít. Mà có bị cấm không? Cái nhạc có bị cấm không chú? Hay là dẫn cho hết? Mới đầu thì không cấm, nhưng mà họ có những cái chính sách họ đưa ra, họ bêu xấu. Họ nói xấu, nói chỉ dụ bây giờ họ muốn dẹp một cái người nào đi, việc đầu tiên họ phải đưa ra cái hình ảnh xấu người đó, thì tự nhiên kiểu sao thì cái đó bị loại bỏ. Nói thí dụ là mình hát những bản nhạc nhà vàng chẳng hạn nhé, thì họ lại đưa ra một vài những người nghệ sĩ cũ giống như là Văn Cao hay là Xuân Diệu, thơ Xuân Diệu chẳng hạn, thì họ chỉ nói rằng là nó đưa ra những cái bài thơ hay là những cái tiếng là bài nhạc nghe nó cũng mơ hồ á. Nó chỉ nó có những bài thơ nó nói là thi sĩ, nghĩa là mơ mấy gió, mơ với gió, mơ theo trăng cùng vơ vẩn cùng mây, tức là có nghĩa là nói cái người thi sĩ là sống trong mơ, không có thật, không có thực tế. Thì từ cái đó nó ảnh hưởng đến cái đầu của người trẻ. Người trẻ người ta cảm thấy là ở cái đó là sai, không đúng. Tại sao lại không ca ngợi một cái người công nhân, một người chiến binh, một cái người quê hương của mình đẹp? Đó thì rồi đấy, thì cái quan điểm đó từ từ cái nhạc tình cảm của Đoàn Chuẩn từ từ nó mất đi. Không phải là cấm hoàn toàn, nhưng mà người ta cảm thấy rằng là nó lạc hậu quá, người ta không hát nữa. Nhưng mà riêng với thanh niên Hà Nội ấy, thì họ vẫn cảm thấy cái điều đó là cái tình cảm rất hay. Thì họ vẫn gọi là nghe lén lén đi hát riêng như chú vừa nói. Thế nhưng mà khi bắt đầu nó đã đi đến cái nó gọi là giống như là nghiêm khắc hơn đó, thì những ai mà hát như thế thì đều bị bắt vào công an để cải tạo. Hoặc là có nhiều khi nó lần đầu tiên nó chỉ nói là không có được hát những bản nhạc đó thì thế, nhưng mà lần thứ hai lần thứ ba rồi mà nó vẫn tiếp tục thì đi cải tạo. Thì rõ ràng là trong cái giai đoạn đó đấy, có rất nhiều người bạn của chú đã bị bắt. Có những anh giống như anh Toán Sồm mà bây giờ hiện nay báo nó mới đang là cùng với cái tuổi của chú hồi đó là anh Thanh Xuân. Việt Nam thì hay có cái danh từ là gọi nickname Toán Sồn, gọi anh cái dâu sồn, anh đẹp trai lắm, gọi là anh Toán Sồn. Thì Thanh Xuân thì tóc xuân, rồi Lộc thì hát, anh chú Lộc hát nhạc vàng, anh hát nhưng mà lần hồi xưa là trong cái nhóm của chú hát. Chú Lộc thì Vàng. Ông hát rất hay, đúng rồi. Cái giọng rất là êm dịu đẹp,
Thì anh ấy cũng bị bắt đi nhất là 10 năm. Dạ đúng rồi. Nhắc đến là chú từ từ nó sẽ trở thành ra một cái nếp sống là người ta cấm đoán. Đúng rồi. Nó không ai dám hát. Dạ. Nhưng mà chú nhắc trong nhóm bạn của chú thì con có biết là chú Lộc Vàng vì mê nhạc vàng mà bị bắt ở tù. Tên của Lộc Vàng là thế. Yeah. Lộc Vàng đã được mệnh danh là vàng là bởi vì ông chưa hát nhạc vàng. Dạ đúng rồi. Dạ, cháu cảm ơn chú thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài thông tin thương mại thì nam danh ca Bùi Thiện sẽ trở lại cùng với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị và những ảnh của đài. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam danh ca Bùi Thiện. Thưa chú, trong phần trước con nghe chú chia sẻ những kỷ niệm của chú có với Hà Nội trước năm 54 cũng như là sau năm 54. Và đặc biệt hơn nữa là cái lần phỏng vấn kỳ trước đó, thì con có nghe chú kể về cách mà chú đào thoát trong miền Nam khoảng năm 66-67. Đúng rồi, đúng. Vậy thì lúc mà chú còn ở ngoài Bắc, chú có nghe được những cái chương trình mà trong Nam phát ra không? Thực sự ra thì cái ở ngoài Bắc á, yeah, là cái nghệ thuật, nó gọi là nghệ thuật tuyên truyền của họ, là có nhiều cái rất tinh vi. Nói ví dụ như là những các cái hệ thống tuyên truyền chỉ có phát thanh công cộng thôi. Mà khi phát thanh công cộng thì nó phát cái gì mình nghe cái đó, thì mình cũng khó thể nghe được. Ngoại trừ có một số những gia đình kiểu như là hãy còn giữ lại những cái radio mà từ thời Pháp để lại, như là Philips, cái kiểu hay là những cái máy quay đĩa cũ cổ, thì bắt đầu có được cái giải sóng ngắn ấy, thì mình mới bắt được. Thế đó là khác biệt. Thành ra khi mà nghe được là chỉ có một số người ở Hà Nội. Chú là không có, nhưng chú đến nhà người bạn, ông ấy mới qua đây thăm cái đây khoảng 3-4 tháng trước. Thì ông ấy, một hôm ông có nghe mà chú hát ở Sài Gòn, trong cái đài, nó gọi là đài Mẹ Việt Nam, thì chú có cái ban nhạc ở trong đó thì hát. Thì đến lúc ông nghe được, ông mới chạy vội lại nhà chú, mới nói với người anh của chú, với gia đình, nói là có muốn nghe cái giọng của anh Bùi Thiện không. Thì mới kéo ra nhà chú. Cái hôm đó còn nhớ là chiều thứ tư, ông kéo cả nhà ra đến để nghe cái giọng của chú. Thì cả nhà ép cái lỗ tai vào trong cái radio để nghe, thì mới biết nghe cái giọng của chú. Thì cái gia đình thích lắm. Bởi vì lần đầu tiên nghe được. Vậy nhà chú làm gì có những cái loại máy đó, nó còn giữ lại từ thời Pháp cơ. Lúc mà chú vô Nam là có một mình chú thôi, có đi với ai nữa? Không, chú đi lúc đó là có thêm chú Cao Huynh, chú Phạm Quốc Long, là chú là một ông thì là về kịch sĩ, tức là tài tử điện ảnh, và một ông thì bên trèo cổ. Thì trong cùng cái đoàn đó thì quen chơi thân với ai thì mình rủ thế, thì không có dám thổ lộ cho người khác. Lúc mà gia đình chú mà nghe giọng hát của chú bên trong Nam phát ra chắc khóc quá. Chú có biết là chú có đọc được lá thư của ông anh chú, có nói cái câu rằng là nghe thấy giọng của chú mà cả nhà muốn la thật to, mà muốn nhảy lên nóc nhà mà không dám la to, để cho thấy cái sự sung sướng. Thế nhưng mà anyway thì cái lúc đó là cái lúc mà gia đình biết chú đã được vào đến Sài Gòn là an toàn rồi. Thì cái đó là giống như là một cái sự sung sướng, nhất là đối với mẹ chú. Người mẹ cháu biết là luôn luôn là nghĩ đến các con mà thoát được. Còn cái chuyện mà mình theo ai hay là theo như thế nào về cái tư tưởng thì không quan trọng đối với người mẹ. Mà quan trọng là cái người con đó đã sống an toàn. Đúng rồi. Và sau này chú có gặp lại mẹ chú không? Chú không có gặp được lại, bởi vì mẹ chú đã mất trước khi ra cái Sài Gòn, Việt Nam họ mở cửa. Chuyển sang một cái thể chế gọi là mới hơn. Thì mẹ chú đã qua đời trước đó. Nhưng mà chú vẫn về thăm các anh, các chị trong cái thời gian đầu. Khi mà chú vô trong Nam thì nhiều khán giả là nhớ chú cộng tác với ban của Hoàng Thi Thơ. Nhưng mà nhiều người cũng vẫn chưa quên là chú còn có góp mặt cũng như là hát trong ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Xin chú chia sẻ thêm về những kỷ niệm với nhạc sĩ Hoàng Trọng. Cái ban nhạc của ông Hoàng Trọng đó thì nó là một cái ban nhạc hòa tấu, mà phải nói là một cái ban nhạc duy nhất ở Sài Gòn, vừa có tính chất đứng đắn nhất và có quy mô nhất. Nó gọi là ban nhạc Tiếng Tơ Đồng, do nhạc sĩ Hoàng Trọng là người sáng lập và đồng thời là người chỉ huy. Thì cái may mắn là chú được hợp tác. Bởi qua một vài những chương trình chú hát thì ông ấy cũng nhận thấy rằng là giọng chú cũng rất là thích hợp hát những cái dàn nhạc. Thì chú có hát một số những bản nhạc của ông, chú cộng tác với ông chắc khoảng
một chục show thôi. Yeah. Thì chú còn nhớ rất nhiều là những bản nhạc ông đưa cho chú, giống như nhạc sĩ viết cây đàn, là Con thuyền không bến, yeah, là Ông lái đò, là những cái bản nhạc rất thích hợp với chú. Thế đấy, mà chú thì chú rất thích, thứ nhất cái con người của ông Hoàng Trọng là chú thích ở cái điểm ông là một người rất đứng đắn trong vấn đề làm việc. Yeah. Và cái tư cách của ông ấy mọi người đều phải kính phục, là bởi vì ông ấy làm việc rất là đông ra đó và nghiêm khắc, đó là cái mà chú thích. Yeah. Thế sau đó thì là chú lại thích, là bởi vì đó là một cái lối hòa âm rất quy mô, dàn nhạc mà có khoảng độ 23-30 người, có kèn đồng, orchestra, có dây, có bộ dây, có bộ gõ đầy đủ hết. Yeah. Và con thấy là còn những cái bài hát tango của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Đúng rồi. Chú hát một số những bài đó như bài nhạc sĩ viết cây đàn hát là tango hay lắm. Hay như là bài Bắt một nhịp cầu. À, đó, của ông Hoàng Trọng. Thì cái đó là cái kỷ niệm mà chú thích nhất. Dạ. Nhưng rất tiếc là ông đã qua đời rồi, nhưng mà chú vẫn nhớ. Đấy là, nó cũng hơi giống cái tư tưởng, cái cách làm việc của ông, giống như là Florence, cái ban nhạc của ông Wells Florence. Dạ, nhớ. Ông Ralph Florence là một cái ban nhạc nó giống của Mỹ đấy. Dạ, đúng rồi. Trong cái thập niên năm 1950-60. Dạ. Chiều về nghiêng nghiêng trên cánh chim bay lưng trời, hồn người bâng khuâng như nhớ thương ai xa vời. Đàn trung đã lên phím rồi mà lòng còn nghe sóng người, nên đàn hòa tiếng đầy vơi. Lạnh lùng phương Nam mơ bóng cây xanh, mai kia dưới cờ chiến thắng, dân Nam vượt đồi vượt núi về thương sông Hồng. Mai kia đón ngàn tia nắng, anh mang về cùng niềm thắm đôi lòng. Hôm qua thì con có đi với chú, thì con có được biết là chú cũng là rể của Trương Vương. Trường Trương Vương, đúng là rồi. Con là học trò của trường Trương Vương. Dạ, đúng rồi. Trường hợp nào mà cô chú gặp nhau? Chú gặp cô là một cái trường hợp rất là, nó gọi là không có tính chất romantic, tức là không có lãng mạn. Nó là đi vào cái thực tế của cái đời sống. Yeah. Bởi vì chú ở nhà của anh chị chú cái hồi chú mới về, thì cô đó là người tutor, tức là người hướng dẫn các con của anh chị ấy về thi tú tài, là học thêm ở nhà đấy để mà luyện thi. Thì vô tình thì lại chú ở đó, thì là hai người khi mà có cái cơ hội nói chuyện với nhau thì nó rất là thích hợp. Yeah. Mà chú còn nhớ kỷ niệm mãi, cái lúc không phải là một kỷ niệm nhưng mà một cái lời nói mà chú cảm thấy rằng là đó là lý do là cô thương chú. Bởi vì cái lúc mà bạn bè mới hỏi sao mày làm sao mày thương ông Bùi Thiện, mày ca sĩ ông là nghệ sĩ mà sao mày thương, ta tưởng mày sống nên là thực tế lắm. Thế thì cô có nói một câu mà chú cảm thấy cũng rất là thực tế, cô chỉ nói rằng tao nhìn thấy hình ảnh của ông nghệ đầu tiên là cái lúc buổi sáng ông ấy mặc quần áo ra ngủ, ông đi ra trước cửa, ông đi quét rác ở ngõ, thì cái hình ảnh đó tao lại cảm phục. Bởi vì một cái người Sài Gòn ít khi họ làm điều đó. Thì có nhiều khi có mấy người ra cứ nói bảo sao mà chú lại làm thế, ngõ của người ta, nhà của người ta. Nhưng mà chú thì chú bảo không, tôi giữ cho nó sạch để thôi, đi nhặt rác là quét rác. Thì cái đó chú quen cái nếp sống như vậy. Thì đấy là cái hình ảnh mà có thể đập vào cái tư tưởng của vợ chú. Yeah. Mà cô đã qua cái hình ảnh đó, cô đã thương thầm nhớ bội. Chứ không phải là vì ái mộ giọng hát chú. Lúc đó chú chưa có hát nhiều. Yeah. Thế, nhưng mà sau đó thì cái giọng hát của chú đã một phần nào đó nó hòa hợp với cái đời sống của người vợ. Tức là cô là một người rất là yêu âm nhạc. Yeah. Đồng thời cũng thích nghe những bản nhạc cổ điển thay vì là nghe nhạc những cái nhạc tầm thường khác. Yeah. Vậy thì cô sau này có thích bài nào mà gọi là ái mộ bài nào mà chú hát không?
Cô thì ái mộ nhiều bài lắm, nhưng mà đặc biệt nhất là những cô, những cái bài mà của trong cái ban của Hoàng Trọng thì chú hát, là bởi vì chú hồi xưa chú hay hát những cái dàn nhạc, cô nghe cô thích, nhưng mà cô vẫn thích nhất là chú hát nhạc cổ điển. Những bản nhạc mà chú hát là thường là chú hay ngồi đàn, chú tập luyện giọng xong rồi chú hát, cô nghe. Hoặc là chú tự chú hát thì cô thích nghe. Hình như cũng có bài Nỗi Lòng nữa phải không chú? Cái bài đó thì nó gọi là vô tình là cái hôm cái ngày đám cưới của chú đấy, thì chú có hát, người ta yêu cầu là chú để Bùi Thiện lên hát bài đi, thì chú mê hát cái bài Nỗi Lòng. Vậy trong đó nó có cái câu là yêu ai yêu cả một đời, thầm kín những đơn đau với riêng lòng ta. Đã thì cái bài đó nó đã đeo đuổi chú cả một cuộc đời, và chú không bao giờ, và chú không bao giờ nghĩ mình có thể bỏ cái người vợ đó. Mặc dầu nó có lúc up and down, nó lên xuống, vợ mình đau ốm, vợ mình gọi là cái tình cảm, à cái nó gọi là cái sức khỏe nó xuống dưới cái mức cuối cùng. Thế nhưng mà chú vẫn không bao giờ nghĩ tới bỏ, bởi vì chú đã hát cái bài đó, và cái bài đó nó gần như đeo đuổi của chú, đó như một cái lời hứa, lời thề trong cái đời sống. Đấy là cái thực tế. Bởi vì chú đã có nhiều hôm chú đã nghĩ thế, chú nói mình đã hát cái bài đó thì giống như là mình hứa rồi. Cái lời yêu ai yêu cả một đời, tại sao mình lại có thể bỏ. Thì chú không bao giờ nghĩ chứ có thể quên được. Và cũng là thực tế mà rất hay. Và chú cũng cả một đời yêu cô. Đúng rồi, chú lúc nào gia đình của chú cũng rất êm ấm, để cái tình cảm rất đẹp. Vợ chú cũng thương, mà chú thì chú cũng rất là quý và kính trọng người vợ. Bởi vì chú rất may mắn là được người vợ có kiến thức, được cộng với lại cô ấy rất là care, tức là rất là lo cho gia đình các con. Các con của chú bây giờ thành công là một phần lớn là do người vợ, do cô. Thì chú chỉ đóng góp một phần nhỏ. Đấy là cái thực sự. Một cái tin không vui là cô cũng mới mất đây. Cô vì bệnh hiểm nghèo cách đây 3 năm cô đã qua đời. Nhưng mà cái sự qua đời của cô không có ai không có ngạc nhiên, bởi vì cái bệnh của cô đáng lẽ là mất sớm hơn. Có nghĩa là người ta chỉ nghĩ rằng là cái bệnh đó chỉ đến 60-65 là qua đời. Ở trong cái khoa học người ta cũng nói điều đó. Nhưng mà nhờ cái sự thương mến của chú, rồi các con, rồi support, nó gọi là mình giúp đỡ trong cái tinh thần. Rồi bên cạnh đó là hai vợ chồng rủ nhau đi gym thường xuyên. Thì chính cái đó nó giúp cho cái đời sống hơi kéo dài thêm ra được. Chưa kể là cái tư tưởng của người ta, khi mà vui đó thì người ta còn ham sống. Còn nếu mà bây giờ mình đã bệnh hoạn, chồng thì bỏ đi về Việt Nam kiếm bổ nhí, con thì hư hỏng thì chết sớm hơn, phải không? Thì đó là cái lý do mà tại sao cô sống được thêm ít nhất là 10 năm nữa, để cho có một cái đời sống gia đình rất là đẹp. Cô đi ra đi một cách rất nhẹ nhàng và chấp nhận sự ra đi. Và khi cô mất rồi thì chú dọn về Nam Cali. Đúng rồi, chú về đây chú xin hỏi để gặp mấy ông bạn già của tôi đấy. Hát hò cho vui. Qua một phần tới đi, cũng sẽ mời hai chú Vũ Anh. Đúng rồi, đấy, hai ông bạn đi mất mối trở lại với chương trình. Và kính thưa quý vị nhớ giữ bằng ảnh, Nam Danh Ca Bùi Thiện sẽ trở lại cùng với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Vườn rau xanh ngát, vườn rau xanh ngát cỏ đàn, gà con gà nâu. Mẹ quê vẫn vá chạy chiều, dạy đàn nuôi bạn đàn con chăn chiều. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre. Ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ nụ cười son và đồng quả ngon. Kính thưa quý vị, lúc phần trước đó quý vị có nghe chú Bùi Thiện có chia sẻ rằng là sau thời gian vừa qua thì chú đã trở lại sân khấu, và đặc biệt hơn nữa là chú trở lại sân khấu cùng với những người bạn đã một thời cùng với chú cất tiếng hát
từ trước năm 75 qua tới hôm nay là hơn 40 năm vẫn còn ngồi chung với nhau và cất tiếng hát. Và hai người bạn của chú Bùi Thiện đó, đó là nam ca sĩ Vũ Anh và nam ca sĩ Hoàng Hương. Con xin chào các chú. Nhưng mà chú Hoàng Hương thì chỉ còn có một cái tên là hay lắm rồi. Nói cho khán giả bây giờ mà chú quên con, rồi con hay Y Bất Hối là sao chú? Đúng rồi, Y Bất Hối hay lắm, tên hay. Chuyện kiếm hiệp của Kim Dung đó, yeah. Nhân vật đang gọi là Dương Bất Hối. Oh. Thay cái Dương bằng cái chữ Y. Dạ vâng. Con chào chú Vũ Anh. Bây giờ mời chú và chú Hoàng Hương có lời chào với khán giả. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình. Dạ. Rồi mời chú. Xin kính chào tất cả mọi người. Chúc mọi người bình an. Dạ. Nghe giọng chú Hoàng Hương rất là bắt microphone, đáng lẽ phải làm sứ quân viên mới đúng. Rồi, chú là đã từng là sứ quân viên. Nhắc đến những cái sinh hoạt văn nghệ của các chú đó, thì Jimmy đang cầm trên tay đây là một cái poster của một cái chương trình rất là đặc biệt vào ngày 4 Tây tháng 8 này, là với cái chương trình Còn Mãi Với Thời Gian. Chương trình này đặc biệt ở chỗ là quy tụ rất nhiều những danh ca từ trước năm 75 như là nữ danh ca Kim Tước, rồi chú Bùi Thiện, chú Vũ Anh, chú Hoàng Hương và đặc biệt là cô Sơn Ca từ bên Úc Châu qua, và cũng như là những tiếng hát của ngày hôm nay, đó là Nam Trân, Tuấn Đạt và Thu Vàng, đó là ngày 4 tháng 8. Còn sau đó chú Bùi Thiện sẽ có thêm một show nữa và cũng với tam ca ABC. Đó là chương trình Rước Tình Về Với Quê Hương do Jimmy cùng với đài SET tổ chức, cũng với ban tam ca ABC là chú Bùi Thiện, chú Vũ Anh, chú Hoàng Hương và cô Sơn Ca, cô Trang Thanh Lan và cô Phương Hồng Quế. Quý vị muốn mua vé đó, quý vị hãy liên lạc ngay với nhà sách Tú Quỳnh để có được cái chiếc vé cho đêm ngày 4 tháng 8, và với Jimmy là ở số phone là 801-916-2745 để xem được cái show mà Rước Tình Về Với Quê Hương ngày 10 này. Rồi bây giờ quảng cáo xong rồi, bây giờ chúng ta bước vào cái buổi trò chuyện. Như quý vị cũng biết là chú Vũ Anh đây cũng là một gương mặt, cũng là một tiếng hát cũng rất là quen thuộc với cộng đồng chúng ta trong suốt hơn 40 năm qua. Vậy thì thưa chú, trước 75 chú cộng tác với đài phát thanh hay là ban nào ạ? Thưa anh, trước 75, yeah, tôi là một quân nhân của binh chủng Hải quân và tôi được cấp trên chỉ định coi ban nhạc của Hải quân. Ban nhạc đó trên dưới khoảng chừng cả nam lẫn nữ độ trên 25 người. Wow. Dạ. Yeah. Và tôi mang họ đi suốt lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin nhấn mạnh lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Từ Bến Hải cho tới Cà Mau. Yeah. Những đơn vị của Hải quân đều do ban nhạc mà tôi cầm giữ trình diễn những chương trình văn nghệ rất là vui tươi cho các vị quân nhân ấn tượng. Yeah. Đấy là cái hoạt động chính mà trình bày với anh. Yeah. Bởi vì khi mà đất nước vào hoàn cảnh chiến tranh, không có thanh niên nào mà không trốn được khỏi một áo lính. Dạ đúng rồi. Tôi đã một áo lính. Dạ. Sống cuộc đời sông hồ mà đi đây đi đó nhiều thì có bay bướm như những lời người ta nói với anh Hải quân không? Lắm. Thì cũng có những vui vẻ. Yeah. Nhất là chỉ có chú anh mới là toàn là nữ ca sĩ trên tàu. Vui vậy. Là còn chú Hoàng Hương và với cái tên là Y Bất Hối đó, thì chú sinh hoạt văn nghệ như thế nào? Xin mời chú cho khán giả được biết về cái hoạt động của chú trước 75. Trước 75 thì tôi cũng có những cái sinh hoạt để có tính cách làm amateur thôi. Yeah. Chứ không có phải là chuyên nghiệp giống như là ông anh Bùi Thiện của tôi với đây ông Vũ Anh đây. Yeah. À, tại vì hồi đó tụi mình đi làm tư chức làm cho một cái cơ quan của Mỹ. Yeah. The Asia Foundation. Rồi còn đi làm tutor, đi dạy cả thứ thì nha, thì giờ nó dành cho vấn đề nghệ thuật nó cũng ít thôi. Yeah. Nhưng mà con cũng biết là chú cũng có một cái ca đoàn từ trước 75. Dạ vâng, thì trước 75 thì cái sinh hoạt của tôi nó cái chính nó là về cái về hợp xướng. Thì tôi là ca trưởng của ca đoàn Trùng Dương từ năm 1969 là đã bắt đầu conducting rồi. Yeah. Thì cho đến năm kéo dài cho đến về sau này khi mà tôi thành lập lại là năm 75 đó, sau khi mà xảy ra cái biến cố trọng đại đó, thì yeah, tôi thành lập lại các cái đoàn Trùng Dương đó vào năm 75 mà kéo dài cho đến khi tôi rời đất nước để mà đoàn tụ với ở bên này vào năm 2013. Yeah.
suốt 40 mấy năm. Yeah. Và cái chuyện mà sinh hoạt đi hát hò với anh em ở đây là đi cho vui thôi. Và lúc trước khi vào show thì con cũng được biết là trước năm 75 chú cũng có hát ở trên đài phát thanh phải không chú? Phát thanh có rồi, truyền hình cũng có rồi, thì trên sân khấu cũng có, anh em cũng có đi hát một vài cái sân khấu, mặc dù không nhiều là bởi vì không thuộc bài. Hát ở trong bài phát thanh thì mình cầm giữ được, thế còn hát ở bài truyền hình thì mình cũng thâu âm từ trước rồi, mình vô trong đó là mình lip sync thôi. Có ai mời chú ngỏ lời mời chú hát cho phòng trà hay khi vũ trường không? Cũng có, nhưng mà tôi không nhận lời bởi vì cái đó nó thành chuyên nghiệp rồi, mấy cái môi trường ấy nó quyến rũ lắm, tôi sợ. Vậy thì từ đâu mà Tam Ca ABC được thành lập và vào lúc nào ạ? Cái đầu tiên á là nó có một cái sự cảm tình về tình bạn chứ không phải là đã là nói vấn đề âm nhạc. Tôi có cái cơ hội hát cho cái ban nhạc của ông Tuynh, Nguyễn Văn Tuynh, Vũ Văn Tuynh, nhạc sĩ Vũ Văn Tuynh hồi xưa. Thì ông có ban nhạc và đồng thời là có chị Nghi Xuân là người phối âm phối trí để đó là hòa âm đã là tổ chức. Thì chúng tôi được cái cơ hội hát với nhau. Thì từ cái cơ hội mà tôi đã được quen hay qua những cái bản nhạc này khác để hát nó, thì tôi thấy rằng là hai người bạn của tôi có những các cái, thứ nhất là cái nét mặt rất là hiền hòa, rất dễ thương, thứ hai là cái tính tình nữa, thì tôi thấy tôi thích, rất thích hợp. Thế tôi mới tự rủ, tôi nói rằng hãy tại sao chúng mình không gặp nhau một tuần ít nhất một lần để mà hát với nhau cho nó vui, và đằng nào cũng muốn gặp nhau. Giống như là thứ năm hàng tuần chúng tôi gặp ở đây. Thì đấy là cái cơ duyên, gọi là bạn, nó là một cái cơ duyên. Mình không có thể có sự bố trí được, phải không? Khi mà mình gặp một người bạn có một cái điểm nào đó mình thấy thích hợp, ngay một lần đầu thôi mình đã thích rồi. Chứ không phải là mình ở gần nhau mà mình thích, là bởi có nhiều khi cái ông hàng xóm mình quen hoài mà mình đâu có phải là bạn như vậy, cho nên nó có cái cơ duyên. Nhất là ông này thì lại có cái điệu cười nó rất là hiền hòa, điệu cười rất quyến rũ. Còn ông này thì ông ấy có một cái trí nhớ và cái hiểu biết về âm nhạc rất rộng. Thì đấy là hai, tôi cảm phục ở những cái điểm đó. Tôi nói thí dụ một cái bản nhạc mà tôi quên đầu đề hay là nó của ai, của sáng tác năm nào hay là cái loại bản gì, thì ông này là giống như thư viện, ông nhớ hết. Còn ông này thì lại là cái người hát với tôi 30 năm, ông ấy có cái giọng tenor rất hay, cái hồn mà ông vẫn trẻ nữa. Thì cách đây khoảng 20 năm. Nếu quý vị có cái dịp nghe cái bản nhạc thì ngoài thêm đó là cái giọng của anh Bùi Thiện, nó là một cái giọng nói về phương diện chuyên môn đó, là một cái giọng tenor trữ tình. Thì giọng của anh Vũ Anh hồi đó là một cái giọng công thời tenor, là nó còn cao hơn cả tenor nữa. Còn tôi thì là baritone, nó chưa xuống được hẳn đến bass. Nhưng mà cái trong cái bối cảnh không gian của thời đó đó, nó có một vài những cái ban tam ca rất là hay, nhưng mà họ có những cái đường hướng đi của họ riêng. Thí dụ như là ban tam ca Đông Phương của có cô Thu Hà, cô Tuyết Hằng với lại cô Hồng Vân đó, thì họ chỉ chuyên hát nhạc dân ca thôi. Thế thì một cái ban tam ca khác như là ban tam ca Sao Băng, thì họ cũng có những cái đường hướng riêng của họ. Thì ba thằng tụi tôi thấy rằng ba cái giọng ca của mình nó có tính cách khá cổ điển. Cho nên chúng ta mà hát những cái bài gì mà có tính cách về polyphony, về đa âm mà có hòa âm rất đẹp, mình sẽ chơi. Cho nên những bài mà chúng tôi chọn đều là những bài mà nó có tính cách phù hợp với cái kiến thức âm nhạc, và nó có cái hòa âm. Chúng tôi rất chú trọng về cái chất lượng của bài hát và cái chất lượng của cái hòa âm. Trời trong trong, ngàn phương tung nắng ngoài sông, cánh mềm mềm, gió mềm mềm, lòng mây đỏ qua màu duyên, đàn nhịp nhàng, đàn vang vang, nhạc qua tới đón hè sang. Hè về trong khóm trúc mềm đâu vơ, hè về tiếng sao diều rực rỡ, hè về reo anh thơ. Băng khoang nghe nắng đùa mây thăm, đàn chim cánh đỏ trời vân vân, đôi mái treo lư thư thuyền ai điền trời. Xa xa lỡ mùa rộn cao sông, vàng leo dốc chân đồi, thanh thanh hương thơm ngập gió trăng khi chiều rơi. Hè về, nắng tung nguồn sáng khắp nơi. Hè về, tiếng ca nhịp phai lên khởi đầu.
gành suối mát, xeo vui rào rạt, ngập trời gió mát, bên mây phiêu dạt, con sĩ chơi vơi cái xanh thắm đất, cười tha thiết yêu đời, thiết tha yêu đời, đi soi trăng rừng thơ, đi soi rừng tuyệt vời, đi đứng ngắm đường tơ, đi khúc nhạc đàn xưa, hè về non nước yêu yêu. Mà cái năm nào là các chú là chính thức là hát với tên ABC? Tôi không nhớ. Mấy mấy không? Anh em nhớ không? À, năm cách trước khi mà 75 thì mình có gặp nhau ít nhất là 3 năm trước. Khoảng 3 năm trước thì là 72. Mình vừa là hát với nhau nhưng mà thật sự là bạn. Mình gặp nhau rồi đi ăn với nhau rồi sinh hoạt trong một đời. Và có thâu thanh trên đài phát thanh có không chị? Có thâu thanh, có hát với nhau hàng tuần. Con nghe chú Hoàng Hương nói là ban tam ca Thăng Long á thì hình như cũng có gặp các chú phải không? Chú chỉ kể lại cái kỷ niệm đó. Có một lần mình đi hát ở một cái phòng trà nào đó nhỉ, tôi không nhớ cái phòng trà nào, bọn mình sắp sửa vào trong cái thang máy thì từ trong thang máy đi ra là ban hợp cả Thăng Long, còn có 3 người thôi. Ông Hoài Trung, Hoài Bắc với để cô Thái Thanh. Thì 3 người đó đều dài hao và 3 thằng tôi thì họ đi ra thì tôi đi vào thang máy thì bảo chúng tôi thì là cái nickname của anh em yêu mến mà gọi chúng tôi là Tam Ca ba thước ba, mỗi người thước một, ba thằng cùng này có được ba thước ba. Nói thế bây giờ mình cũng cao ra phết, bây giờ mình mòn đi. nhưng mà được cái là người thì thấp nhưng giọng thì cao. Cao đó. Cao, cao cái tôi có cao đâu. Rồi con cảm ơn các chú thật là nhiều với những chia sẻ này, nhất là cho các cháu được biết là ngoài cái tên là Tam Ca ABC thì còn có Tam Ca ba thước ba nữa. Yeah. Đêm. Dạ, sau một vài thông tin thương mại thì các chú đây sẽ cùng trở lại với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mà giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ban Tam Ca ABC. Trong đó có tiếng hát của chú Bùi Thiện, chú Phụ Anh và chú Hoàng Hương. À, con được biết là các chú cũng có một cái nhạc hiệu cho cái ban Tam Ca này. Đúng. ABC. Đúng. Yeah, nhạc hiệu là ABC luôn. Đúng là ABC. Yeah. Thế ông nào là A, ông nào là B nhỉ? Yeah. Thì A là ông niên trưởng. Ông A đấy. B là Đinh Lực Lan, Bùi Thiện và tôi là Út. Chú là ông hiệu Tam Ca ABC. Mà bài này là các chú tự sáng tác hay là ở đâu mà có? Dạ không, cái bài này là xuất phát từ trong cái kho tàng bài bản, cái repertoire của ban hợp xướng Trùng Dương của chúng tôi. Thế là ngày xưa tôi ở ban hợp xướng Trùng Dương. Cho nên tôi có cái bài này. Thế khi mà tụi tôi thành lập với nhau đó thì tụi tôi muốn lấy một cái tên cho ban Tam Ca. Thì tụi tôi mới nghĩ rằng thì là thôi thì cái trình độ của tụi mình nó chỉ đáng là ABC thôi, chứ không có sáng với cao, cho nên tụi tôi lấy là ABC, tức là ba cái mẫu từ đầu tiên ở trong cái alphabet. Thế là thế mày tìm một cái bài gì cho cái này? Ủa, tớ có bài alphabet để cho là cái fantasy của Mozart. Thế thì ông ấy cũng biết cho ba bè và ba bè đồng giọng. Thì quan hợp với tụi mình rồi, thế tôi đưa ra cho ba bạn này thấy bạn thích quá, thế là bọn mình cùng hát với nhau cho vui. Thế là từ đó mà nó có cái bài ABC, gọi là ABC từ sau đó là Long Phải Bê của Mozart. Vậy thôi bây giờ mời các chú có thể cho khán giả nghe một vài đoạn. Chú thật nhiều đã hòa ca bài ABC. Nếu quý vị nào mà muốn nghe thêm được những bài
hợp ca như thế này, quý vị nhớ đến tham dự vào hai ngày rất là đặc biệt là ngày 4 Tây và ngày 10 Tây. Ngày 4 Tây thì với chương trình Còn Mãi Với Thời Gian, và ngày 10 Tây tháng 8 thì với chương trình Rước Tình Về Với Quê Hương cũng có sự hiện diện của các chú. Con cảm ơn chú Vũ Anh đã đàn cho chú Bùi Thiện cũng như là chú Hoàng Hương để chúng ta có được một cái bản hợp ca lần đầu tiên con được nghe rất là thú vị. Cho nên quý vị đang xem chương trình này muốn tham dự và nghe thêm những dòng nhạc cổ điển, tiền chiến, quê hương của chúng ta thì nhớ tham dự hai buổi nhạc hội đó. Bây giờ còn vài lời cuối, con xin mời chú Bùi Thiện có Nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng muốn tha thiết được gặp quý vị thêm nữa, bởi vì lâu lắm chúng tôi không có xuất hiện, mà khi mà xuất hiện là muốn gặp đông đảo, càng đông đảo thì chúng tôi hát càng hay. Đó là cái sự tha thiết kính mời quý vị tham dự cho hai cái chương trình đặc biệt của cái đêm mùng 4 tháng 8 và mùng 10 tháng 8. Chúng tôi sẽ hát nhiều bài hay hơn nữa nhé. Vâng, mời chú. Vũ Anh rất hân hạnh được mong mỏi gặp gỡ toàn thể quý vị một cách đông đảo, để cho những người hát là chúng tôi chắc chắn sẽ lên tinh thần và hát rất là sung mãn. Xin cảm ơn quý vị trước. Mời chú. Có gì cần nói thì hai ông nói hết cả rồi. Chỉ xin mong được gặp lại quý vị và chúc quý vị bình an. Cùng với lời chào vừa rồi là kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong The Jimmy Show tuần sau. Đàn ơi tan nát tim ta nhiều rồi, mà sao ta vẫn say sưa hoài cùng em quanh năm ngày tháng, vui như chim hót mừng khi vắng xa. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Đài truyền hình FET và chương trình The Jimmy Show hân hạnh giới thiệu đêm nhạc Rước Tình Về Với Quê Hương, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của hai giọng ca từng khuấy động một thời, Sơn Ca và Bùi Thiện, cùng những giọng hát quen thuộc của Sài Gòn thời vàng son như ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tam Ca ABC với ca sĩ Vũ Anh, Bùi Thiện, Hoàng Hương. Chương trình sẽ được diễn ra lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại FET Studio, địa chỉ 10531 Garden Grove Boulevard, Garden Grove, Cali 92843. Mọi chi tiết đặt vé và bảo trợ xin liên lạc FET International Home Shopping 714-868-6868 hoặc Jimmy 801-916-2745. Ban tổ chức trân trọng kính mời.